Thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Đây các tình yêu ơi,
Đấy, đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em này, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào nhá. Gập lầm 2 này, tiếp theo gập lầm 4 cho em này. Đấy, hai bên cái đường ren cửa này các tình yêu gấp cho em một vòng tròn bên trên như này. Chỉ cần tay trên tay dưới thôi đã vào một vòng tròn như này cho em rồi. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Thế thôi, rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Dùng cái sản phẩm này bên em thì giường chiếu của mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp luôn nhá. 190g miễn phí ship hoàn toàn cho bác luôn. Đấy, đấy, đi ngủ mình mất 3 giây mình bung ra cho em, sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhận hàng là sướng, dùng hàng là mê nhá. Các bác ơi, chốt nhanh cho em là size giường cộng số điện thoại để lên lên đơn nhá. Size giường cộng số điện thoại để bên đơn. Màn nhé, nó là màn ngủ tự bung di động nhá mọi người nhá. Trên giường mọi người dùng được, trên đệm mình dùng được, dưới sàn mình dùng được luôn. Mình mang nhiêu đó được cho em luôn nhá. Cách vệ sinh của nó cũng rất là đơn giản cho em nhá. Mình gập lầm 2 này, tiếp theo mình gập lầm 4 này. Khi vệ sinh thì mình chỉ cần gập lầm 2 vòng tròn to như thế này cho em thôi. Mình trà xà phòng bên này cho em, tiếp theo sau đó trà xà phòng bên này, chỉ cần trà xà phòng hai bên cho em thôi. Lấy cái vòi nước mình xả bên này, xỉ bên này, thế thôi, phơi lên trong vòng độ 3-40 phút. Mình lại đem vào mình sử dụng bình thường cho em nhá. Đấy, màn ngủ tự bung thần thánh, một siêu phẩm nha em, thật sự luôn, một cái mặt hàng rất là thân thuộc đúng không ạ? Rất là thân quen, rất là cần thiết, nhà nào cũng phải sử dụng màn, khẳng định luôn là nhà nào cũng phải sử dụng màn đúng không ạ? Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình luôn, nhưng mà với cái sản phẩm màn bung bên em thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cái sản phẩm màn buộc dây, màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Chốt nhanh, sale nhanh cho mọi người, chỉ trong vòng đúng 30 phút thôi. Mét 2 em cũng có, chị Gái Thu Hoài ơi, tất cả các size em đều có hết luôn. Từ mét 2, mét 4, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2m, 2m2, đồng một mức giá duy nhất cho em. Ok, chị Gái Bảo Linh hai cái này. Chị Gái Nguyệt Trần ơi, em xả 190k thôi ạ. Ok, chị Gái Quyên Trịnh luôn này. Ok, chị Gái Mai Vi này. Ok, các tình yêu của em luôn, cứ có số điện thoại là mình có đơn, không cần em đọc tên nhá. Mình nhận hàng, mình kiểm hàng, mình test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Như mình đi mua ngoài chợ cho em đấy, về với đội của em là chị em mình thoải mái luôn nhá, không băn khoăn, không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng một điều gì nhất nhá. Đấy, giá là giá xả rồi, 190k thì trời ơi, quá bèo giặt mây trôi đúng không ạ? Quá là bèo giặt mây trôi luôn, mình không phải bận tâm nhiều nhá các tiểu nhá. Và chất lượng bên em cam kết với mọi người là em chỉ làm hàng loại 1, em không làm hàng loại 2, loại 3 bao giờ nhá. Hoa đô cái chỉ cái là này, Lành Võ Thị ơi, em xả 190 tình yêu ơi. Ngân Kim miễn ship đúng rồi tình yêu ơi, tất cả các anh các chị đặt hàng một cái các tình yêu cũng được miễn phí ship. Đấy, lên đơn một cái thôi các tình yêu cũng được miễn phí ship, nhưng mà giá rẻ như này giật mình này, các chị cứ quất đôi cái trở lên mà xài cho em. Có mét 2 chị Gái Nhung Lê ơi, Thanh Lêu các chị cái lúc này, Mai Nguyễn ok tình yêu luôn. Ok, các tình yêu của em này nhanh tay này, đây để em gấp cái hoa hồng và em sẽ bung cái hoa xanh cho mọi người luôn nhá. Rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đấy. Đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Một vòng tròn bên trên như này cho em này, cầm chắc cho em điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp đúng không ạ? Ngon bổ rẻ, hãy về với đội của em trưa ngày hôm nay nhá các điều nhá. Giá sale cho cái livestream này chỉ có một like duy nhất này thôi ạ. Đấy, khi thức dậy thì mình gập vào mình lại đỏ bỏ vào túi như này cho em cho là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp các tình yêu nhá. 190k trời ơi, chưa đầy 200.000 mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn rồi đúng không ạ? Chị Gái Xuân Hoàng ơi, 2m2 cũng chỉ là 190 thôi. Hôm nay là em xả đồng giá hết luôn cho các tình yêu dễ chốt hàng nhá. Bác làm mà lấy size lớn thì rất là lời luôn. Hoàng Lan ơi, các chị cái lúc này Kim Anh ơi, để lại cho em số điện thoại nhá. Đấy, các bác nhanh tay cho em xả trong vòng đúng 30 phút thôi. Và lửa thời gian 15 phút của em đã trôi qua rồi. Còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay này, sell sập sàn chỉ trong vòng đúng 30 phút thôi. Không câu view, không câu like, vào phát em xả luôn các bác. Bác nào chốt được thì sướng nhá. Trang thêm có thể Lê Quỳnh miễn khuyến mãi. Đúng rồi chị Gái ơi, khuyến mãi sell sập sàn cho các tình yêu này. Đây là hoa tím cho em nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím, cái là bu ở trên giường đó là cái hoa tím nhá. Nguyễn Thị Nhiên ơi, mét 6 để lại cho em số điện thoại này. Chị Gái ơi, được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái cho em luôn. Chị Gái Nhung Lê ơi, Đào Bùi ok tình yêu luôn. Các bác ơi chốt nhanh nhá, thời gian xả hàng của em nó chỉ còn gọn trong vòng 30 phút thôi. Và lửa thời gian của em đã trôi qua rồi. Còn tình yêu nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Như mình đi mua ngoài chợ cho em ạ. Đấy, về với đội của em là chị em mình không phải bận tâm, không phải lo lắng gì nhiều ạ. Đúng những gì em quảng cáo trên này, đúng cái sản phẩm các chị nhìn thấy trên này thì mình nhận hàng. Còn không đúng, không cần nhận hàng cho em luôn. Ok chưa ạ? Đấy, về với đội của em thoại con gà mái đi các tình yêu ơi. Đây là hoa tím cho em luôn nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím. Đấy, để em gấp cái hoa tím này ra và bung cái hoa xanh cho mọi người xem luôn nhá. Một vòng tròn bên trên như thế này cho em này. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong.
trong như thế này cho em thôi, rồi mình gặp sang. Đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp, ngon bổ rẻ. Hãy về với đội của em ngày hôm nay này, với cái sản phẩm này bên em 190k cả gia đình nhà mình dùng nhá. Mình dùng thoải con gà mái cho em luôn, đến 575 chỉ có cũ quá rồi, có lâu năm quá rồi đấy các chị, bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi chứ còn không bao giờ hỏng được luôn nhá. Nguyễn Thạch, ok này, Nhung Lê, ok chị cái luôn này, nhanh tay nhanh chân mọi người ơi, chỉ còn 15 phút thôi, 15 phút cuối cùng này. Nam Nguyễn 2m2, ok chị cái luôn nhá, tất cả các size em đều có, từ 1m2, 1m4, 1m5, 1m6, 1m8, 2m, 2m2, đồng một mức giá duy nhất cho các bác dễ chốt hàng. Giá ngày hôm nay thật sự luôn là sập sàn luôn đúng không ạ? Đây là hoa xanh cho nên là hoa xanh rất là dịu dàng, rất là mát mắt nhá. Thúy Hoàng, ok chị gái luôn này, toàn mây, 1m4 có chị gái ơi. Linh Loan 2m2, ok chị gái luôn. Các anh các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là mình có đơn nhá. Nguyễn Diện, ok tình yêu luôn, 190k trời ơi. Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ? 190k với cái giá trị đồng tiền như bây giờ thì nó quá là bèo dạt mây trôi rồi các tình yêu của em ơi. Bình thường một cái quần, một cái áo của chị em mình cũng vài trăm nghìn đúng không ạ? Dùng vài tháng mình chán là mình bỏ đi. Nhưng mà với cái sản phẩm bên em các chị ơi, không bao giờ chán nha các thiếu nhá. Chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu năm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi ạ. Hương Diệp, ok này, Chi Phan Thị, ok chị gái luôn. Có 2m2, 2m2 rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo này. Khóa này của bên em nó sẽ là khóa hai chiều nhá, cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra một vài độc cho em luôn đấy. Hiện đại mà không hề hại tiền một chút nào đúng không ạ, với cái thời đại công nghệ rồi các tình yêu của em ơi. Đấy, nhà em là luôn luôn chạy theo công nghệ luôn đấy, công nghệ đi đến đâu nhà em chạy theo đến đó. Đã sản xuất và cho ra là một em màn ngủ tự bung thần thánh như này để bảo vệ sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn nhá. Với cái giá siêu ngày hôm nay chưa đầy 200.000 đâu ạ, 190k và các chị sẽ được hoàn toàn miễn phí ship khi các chị đặt hàng trực tiếp cho các bạn chim ngày hôm nay của em nhá. 190 miễn ship, miễn giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Chị cái Kim Nguyễn ơi, có số điện thoại cho chị yêu ơi. Thu Mùi, ok chị cái luôn nhá, tất cả anh chị đặt hàng mình phải để lại số điện thoại cho em thì mình mới có đơn nhá, không có số điện thoại là em xin phép bỏ qua đấy ạ. Ok chị cái Nguyễn Thị, nếu có trái Trần Thị Hòa này, em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Cái nó bung ở trên giường đó là cái hoa xanh này, và em có hoa tím này, và em có hoa hồng nữa này, hoa nào đẹp xuất sắc, đẹp dã man luôn nhá. Nguyễn Vùng, ok này, màn rất tiện nhá, xong cảm ơn chị gái chân thành luôn. Vũ Hiền Thanh Thanh, ok chị gái luôn này, nhận hàng là sướng, dùng hàng là ưng. Ok chị gái Đặng Thư Thủy lấy thêm ba cái nữa này, rẻ giật mình như thế này, mỗi chị có quất đôi cái trở lên mà xài cho em ạ, sẽ không làm mọi người phải thất vọng khi về mới đội của em đã bỏ ra 190k, nhưng mà sẽ làm tất cả chị em nhà mình hài lòng với cái sản phẩm quá là siêu phẩm nhé em nhá. Hương Nguyễn, ok này, Mai Phạm, ok chị gái luôn, siêu phẩm, siêu phẩm đấy ạ, màn ngủ tự bung thần thánh nhé em ạ. Đấy, có phấn thần thánh, có son thần thánh loại, và nhà em có màn bung thần thánh nhá. Mọi người ngủ đâu thì mọi người chụp đó cho em. Chị gái Anh Mai 2m2 cũng chỉ là 190 thôi ạ. Hôm nay là em sale đồng giá tất cả các size giường, đồng một mức giá duy nhất là 190.000, miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Linh Cao, ok chị gái luôn này, Hành Phòng, ok tình yêu này, Nguyễn Yến Vi, ok chị gái luôn, rẻ như thế này, mỗi chị cứ quất một hai cái, hai ba cái về mà xài cho em ạ. Thật sự luôn là không làm các anh chị phải thất vọng khi bỏ ra 190k khi về với đội của em đúng không ạ. Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ, thay thế liền tay cho em. Cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá, đấy, quất ngay liền tay cho em màn ngủ tự bung thần thánh nhà em này. Đấy, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Cái quan trọng nhất của cái bên em nó là cái khung đó thì bên em đã bảo hành cho bác rồi. Anh Mai, ok chị cái luôn này, Mỹ Nhiên, ok này, Hoàng Huệ, ok chị cái luôn. Các chị cứ test thoải mái cho em nhá, không bao giờ vấn đề gì hết luôn. Đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn, không bị cong vênh, không bị gãy cập này. Hòa An, ok chị gái lúc này, Trúc Phương Mai, ok tình yêu luôn. Ok chị gái Ngọc Bích nhắc, còn hơn 500 triệu ở đây, còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nguyễn Thị Nhiệm, ok chị gái lúc này, đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ các chị ơi. Thật sự luôn là 190k thôi, muốn có một giấc ngủ ngon các chị đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Với cái thời tiết nó mau lao mũi như thế này đúng không ạ, không có màn thì không thể nào ngủ nổi luôn. Và với cái sản phẩm bên em các chị chỉ mất trong vòng đúng tích tắc 3 giây thôi, mình đi ngủ mình bung màn ra và khi thức dậy mình gấp vào cho em nhá. Ok chị gái Mẹ Thỏ đấy, ok chị gái Tình Nguyện luôn này, đấy, đi ngủ bung ra khi thức dậy gấp vào, quá là tuyệt vời đúng không ạ, còn gì tiện dụng hơn thế nữa đúng không ạ. Siêu phẩm về tay 190k, một vòng tròn bên trên như thế này cho em nhá. Tiếp theo sau đó mình uốn đẩy nhẹ nhàng từ một vòng tròn từ bên dưới này, mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này thế thôi, cực kỳ đơn giản, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. 190 miễn phí ship hoàn toàn các bác đặt hàng trực tiếp cho cái livestream ngày hôm nay của em nhá. Khi thức dậy mình gập vào, mình lại để vào túi như này cho em cho nó sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp này, giường chiếu của mình lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng ạ, sướng không ạ, quá sướng luôn đúng không ạ, đấy, tuyệt vời luôn nhá. Ok chị gái Mai Lở Hồng này, thấy Vũ Hiền Thanh Thanh nhá, cứ để lại số điện thoại là chị chốt đơn nhá, không cần chị đọc tên đâu em yêu ơi. Ok chị gái Nguyễn Thìa này, ok chị gái Bảo Linh bốn cái đấy.
rẻ như thế này mỗi chị có quất đôi cái, ba cái, bốn cái về mà dùng cho em. Đấy, một cái thì các tình yêu cũng được miễn phí ship, hai cái, ba cái hay nhiều cái đều được miễn phí ship luôn nhá. Phí ship của bên em nó dao động từ tầm 40 đến 50 nghìn. Nhưng mà trong ngày live này là em sẽ trả đồng giá và miễn phí ship hoàn toàn cho các tình yêu của em luôn. Đấy, đây là hoa hồng này, hồng đẹp xuất sắc, hồng đẹp dã man luôn. Mẹ thỏ ok chị cả luôn này, phương dương phương ok, dương phương ok chị cả luôn nhá, dung dương ok tình yêu luôn. Nào các anh chị ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Nên là còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Trần Long ơi, chị gái này đoàn quý ok tình yêu luôn. 190 190. Đấy, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái cho em luôn. Màu em đang căng ở trên giường đó là cái hoa hồng nhá. Nhi Hoàng hoa hồng ok chị gái luôn này. Lê Thị Tuyến ok luôn này. Đinh Một ok chị gái luôn. Nhanh tay mọi người ơi, em chỉ còn 5-7 phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Và kết thúc live là giá 190 miễn ship lại sẽ không còn nữa đâu các tình yêu ơi. Nên là các bác hãy tranh thủ này. Nguyễn Dinh ok chị gái luôn này. Thanh Hiền ok tình yêu luôn. Đấy, tất cả các size đều có hết luôn. Từ mét 2, mét 4, mét dưới, mét 6, mét 8, 2 mét, 2 mét 2. Đồng một mức giá duy nhất là 190 nhá. Hình như là Hà Linh Phạm để lại cho em số điện thoại là Kiều Kiều Ngân sao các chị gái luôn này. Nguyễn Đào ok tình yêu luôn. Tất cả các size đều có một mức giá duy nhất. Trời ơi, giá giật mình cho bà con chốt hàng ngày hôm nay đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Mua một lần dùng ok lắm, cảm ơn chị gái Mai Ly, Mai Vi nhá. Quá là ok luôn đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ơi. Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình rồi đúng không ạ? Và với cái thời tiết nó bao la muộn như này, các chị ơi đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Một siêu phẩm nhé, em bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn này. Mai Vi ok chị gái luôn này. Bình Trì Nguyễn Thạch ok tình yêu luôn. Diễu Diễu Thu có màn khi em bé ngủ. Chị ơi cái size nhỏ nhất của bên em nó là size mét 2 nhá. Ok chị gái Bình Trì Nguyễn Thạch này, ok chị gái Đinh Một này. Tất cả các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là nhà mình có đơn. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 300 chị ở đây chốt hàng của em nhá. Kim Dung Nguyễn ok chị gái luôn này. Chị có cái cửa ở bên giường không em? Chị ơi cái cửa này của bên em nó là ở bên này đấy ạ. Đấy em để cái cửa ở đây để cho các chị nhìn thấy thôi. Chứ thật sự ra cái cửa này bên em sản xuất nó là ở bên ngang này nhá. Bên ngang cửa các tình yêu ơi. Thu Hằng ok chị gái luôn này. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Đẹp miên man, đẹp xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền, không tiện dụng không lấy tiền và dùng không bền không lấy tiền của mọi người luôn nhá. Trần Thị Hằng Hằng ok này. Ngọc Dung ok chị gái luôn. Hàng em cam các mọi người là các chị chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu lắm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi, chứ còn không bao giờ chán và cũng không bao giờ hỏng nhá. Ok chị gái Châu Hiền Oanh này, ok chị gái Ngô Giàu này, nhanh tay nhanh chân này, còn hơn 300 triệu đây, còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nhân Lưu Lưu Thị Nhân ok chị gái luôn, quá tuyệt vời luôn ạ. Thúy Trương ok chị gái 2m2, rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cả trước nữa là nhé, ok chị gái Thúy Trương. Man Tôn ok chị gái luôn này. Trần Thị Thanh Thủy ok tình yêu luôn, rất là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ạ. Một em màn là không thể thiếu trong ngôi nhà chúng mình rồi ạ. Với cái thời tiết mà bao la mỗi này các tình yêu ơi, đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Về với độ của em các tình yêu ạ, 190k, chưa đầy 200 nghìn, mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn đúng không ạ? Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá. Nó siêu bền, siêu bền luôn đấy ạ. Một siêu phẩm mà nó siêu bền luôn các tình yêu của em ơi, quá tuyệt vời luôn. Tất cả các anh chị cứ để lại số điện thoại là mình có đơn nhá. Chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 200 chị ở đây chốt hàng. Thật sự luôn là với các chị là cái giá xả là em chưa bao giờ tung ra thị trường đâu ạ. Giá tại xưởng bên em đang bán là 400 nghìn. Và hôm nay sale sốc nhiệt cho chị em nhà mình luôn. Chỉ còn 190k thôi ạ. Miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em bên này. Đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa này, thì khi bỏ ra này, nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn nhá. Không bị cong vênh, không bị gãy gập, siêu bền nữa các tình yêu của em ạ. Rất là đẹp, rất là bền. Cái công năng của cái màn thì tất cả các tình yêu đều biết rồi đúng không ạ? Màn nó là để tránh mũi cho em. Một sản phẩm rất là thiết thực, rất là cần thiết, thật sự luôn là không thể thiếu được luôn các tình yêu ạ. Thay thế liền tay cho em cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Và thay thế vào đó là một em màn ngủ tự bung thần thánh như này. Cái quan trọng nhất của cái màn bung bên em nó là cái khung, thì bên em sẽ bảo hành cho cả nhà mình luôn nhá. Test khung, test hàng thoải mái cho các tình yêu của em xem luôn này. Khung của bên em nó bằng thép carbon titan hoạt tính này. Đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là cao luôn nhá. Dù có như thế nào đi chăng nữa này, đây, để em test các kiểu con đại biểu cho các tình yêu xem luôn nhá. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn. Đấy, bỏ ra này thì nó sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó luôn như này cho em nhá. Đấy, rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn ạ. Đấy, không một vấn đề gì hết luôn nhá. Không bị cong vênh này, không bị gãy gập này. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi mình bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn. Giá sản ngày hôm nay từ bao nhiêu ạ? Từ 400.000, sale chỉ còn 190k thôi các tình yêu của em ơi. Tiếp theo sau đó nó sẽ là cái cửa nhá. Tiếp theo sau đó nó sẽ là cái cửa này. Cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo này.
Khóa này của bên em nó sẽ là khóa hai chiều nhá, cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra mà vào được luôn này. Đấy, hiện tại mà không hề hại tiền hãy về với đội của em nha các bác nhá. Đấy, một em màn ngủ tự bung thần thánh nghe em, hôm nay sale sập sàn cho các tình yêu của em luôn. Từ 400.000 sale chỉ còn 190k thôi. Tất cả các size giường em đều có hết luôn nhá. Đây, cửa đây ạ, các tình yêu ạ. Đấy, dù có như thế nào chăng nữa này. Đấy, cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo, khóa của bên em nó sẽ là khóa hai chiều, cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra một vạc luôn. Đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em, và sáng sau dậy mất đúng 3 giây gấp bảo. Siêu phẩm về tay 190k, bao ship toàn quốc cho mọi người luôn nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Đây các tình yêu ơi. Đấy, đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em này, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào nhá. Gập lầm 2 này, tiếp theo gập lầm 4 cho em này. Đấy, hai bên cái đường ren cửa này các tình yêu, gấp cho em một vòng tròn bên trên như này. Chỉ cần tay trên tay dưới thôi đã vào một vòng tròn như này cho em rồi. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Thế thôi, rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Dùng cái sản phẩm này bên em thì giường chiếu của mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp luôn nhá. 190k miễn phí ship hoàn toàn cho bác luôn. Đấy, đấy, đi ngủ mình mất 3 giây mình bung ra cho em, sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhận hàng là sướng, dùng hàng là mê nhá. Các bác ơi, chốt nhanh cho em là size giường cộng số điện thoại để lên lên đơn nhá. Size giường cộng số điện thoại để lên đơn. Màn nhé, nó là màn ngủ tự bung di động nhá mọi người nhá. Trên giường mọi người dùng được, trên đệm mình dùng được, dưới sàn mình dùng được luôn. Mình mang yêu đó được cho em luôn nhá. Cách vệ sinh của nó cũng rất là đơn giản cho em nhá. Mình gập lầm 2 này, tiếp theo mình gập lầm 4 này. Khi vệ sinh thì mình chỉ cần gập lầm 2 vòng tròn to như thế này cho em thôi. Mình trà xà phòng bên này cho em, tiếp theo sau đó trà xà phòng bên này, chỉ cần trà xà phòng hai bên cho em thôi. Lấy cái vòi nước mình xả bên này, xì bên này, thế thôi, phơi lên trong vòng độ 3-40 phút. Mình lại đem vào mình sử dụng bình thường cho em nhá. Đấy, màn ngủ tự bung thần thánh, một siêu phẩm nha em, thật sự luôn, một cái mặt hàng rất là thân thuộc đúng không ạ? Rất là thân quen, rất là cần thiết, nhà nào cũng phải sử dụng màn, khẳng định luôn là nhà nào cũng phải sử dụng màn đúng không ạ? Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình luôn, nhưng mà với cái sản phẩm màn bung bên em thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cái sản phẩm màn buộc dây, màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Chốt nhanh, sale nhanh cho mọi người chỉ trong vòng đúng 30 phút thôi. Mét 2 em cũng có, chỉ cái Thu Hoài ơi, tất cả các size em đều có hết luôn. Từ mét 2, mét 4, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2m, 2m2, đồng một mức giá duy nhất cho em. Ok, chị cái Bảo Linh hai cái này, chị cái Nguyệt Trần ơi, em xả 190k thôi ạ. Ok, chị cái Quyên Trịnh luôn này, ok, chị cái Mai Vi này, ok, các tình yêu của em luôn. Cứ có số điện thoại là mình có đơn, không cần em đọc tên nhá. Mình nhận hàng, mình kiểm hàng, mình test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Như mình đi mua ngoài chợ cho em đấy, về với đội của em là chị em mình thoải mái luôn nhá. Không băn khoăn, không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng một điều gì nhất nhá. Đấy, giá là giá xả rồi, 190k thì trời ơi, quá bèo giặt mây trôi đúng không ạ? Quá là bèo giặt mây trôi luôn, mình không phải bận tâm nhiều nhá các tiểu nhá. Và chất lượng bên em cam kết với mọi người là em chỉ làm hàng loại 1, em không làm hàng loại 2, loại 3 bao giờ nhá. Hoa đô cái chỉ cái này là lành bỏ thì ơi, em xả 190 tình yêu ơi. Ngân Kim miễn ship đúng rồi tình yêu ơi. Tất cả các anh các chị đặt hàng một cái các tình yêu cũng được miễn phí ship. Đấy, lên đơn một cái thôi các tình yêu cũng được miễn phí ship, nhưng mà giá rẻ như này giật mình này, các chị cứ quất đôi cái trở lên mà xài cho em. Có mét 2 chỉ cái Nhung Lê ơi, Thanh Lêu cái chỉ cái lúc này, Mai Nguyễn ok tình yêu luôn. Ok, các tình yêu của em này nhanh tay này, đây để em gấp cái hoa hồng và em sẽ bung cái hoa xanh cho mọi người luôn nhá. Rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đấy. Đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Một vòng tròn bên trên như này cho em này, cầm chắc cho em điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp đúng không ạ? Ngon bổ rẻ, hãy về với đội của em trưa ngày hôm nay nhá các điều nhá. Giá sale trong cái livestream này chỉ có một like duy nhất này thôi ạ. Đấy, khi thức dậy thì mình gập vào mình lại đỏ bỏ vào túi như này cho em cho là sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp các tình yêu nhá. 190k trời ơi, chưa đầy 200.000 mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn rồi đúng không ạ? Chị gái Xuân Hoàng ơi, 2m2 cũng chỉ là 190 thôi. Hôm nay là em xả đồng giá hết luôn cho các tình yêu dễ chốt hàng nhá. Bác làm mà lấy size lớn thì rất là lời luôn. Hoàng Lan ok chị gái luôn này, Kim Anh ơi để lại cho em số điện thoại nhá. Đấy, các bác nhanh tay cho em xả trong vòng đúng 30 phút thôi. Và lửa thời gian 15 phút của em đã trôi qua rồi. Còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay này, sale sập sàn chỉ trong vòng đúng 30 phút thôi. Không câu view, không câu like, vào phát em xả luôn các bác. Bác nào chốt được thì sướng nhá. Trang thêm có thể Lê Quỳnh miễn khuyến mãi. Đúng rồi chị gái, khuyến mãi sale sập sàn cho các tình yêu này. Đây là hoa tím cho em nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím, cái là bu ở trên giường đó là cái hoa tím nhá. Nguyễn Thị Nhiên ơi, mét 6 để lại cho em số điện thoại này. Chị gái được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái cho em luôn. Chị gái Nhung Lê ơi, Đào Bùi ok tình yêu luôn. Các bác ơi chốt nhanh nhá, thời gian xả hàng của em nó chỉ còn gọn trong vòng 30 phút thôi. Và lửa thời gian của em đã trôi qua rồi. Còn tình
nhanh tay nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Như mình đi mua ngoài chợ cho em ạ. Đấy, về với đội của em là chị em mình không phải bận tâm, không phải lo lắng gì nhiều đâu ạ. Đúng những gì em quảng cáo trên này, đúng cái sản phẩm các chị nhìn thấy trên này thì mình nhận hàng. Còn không đúng, không cần nhận hàng cho em luôn. Ok chưa ạ? Đấy, về với đội của em thoại con gà mái đi các tình yêu ơi. Đây là hoa tím cho em đó nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh và tím. Đấy, để em gấp cái hoa tím này ra và bung cái hoa xanh cho mọi người xem luôn nhá. Một vòng tròn bên trên như thế này cho em này. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi. Rồi mình gấp sang, đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp, ngon bổ rẻ. Hãy về với đội của em ngày hôm nay này. Với cái sản phẩm này bên em 190k cả gia đình nhà mình dùng nhá. Mình dùng thoải con gà mái cho em luôn. Đến 575 chỉ có cũ quá rồi, có lâu lắm quá rồi đấy các chị, bỏ đi mình thay sản phẩm mới cho em thôi chứ còn không bao giờ hỏng được luôn nhá. Nguyễn Thạch ok này, Nhung Lê ok, chị cả luôn này, nhanh tay nhanh chân mọi người ơi, chỉ còn 15 phút thôi. 15 phút cuối cùng này. Nam Nguyễn 2m2 ok chị cả luôn nhá. Tất cả các size em đều có từ 1m2, 1m4, 1m5, 1m6, 1m8, 2m, 2m2. Đồng một mức giá duy nhất cho các bác dễ chốt hàng, giá ngày hôm nay thật sự luôn là sập sàn luôn đúng không ạ? Đây là hoa xanh cho nên là hoa xanh rất là dịu dàng, rất là mát mắt nhá. Thúy Hoàng ok chị cả luôn này, toàn mây 1m4 có chị cả ơi. Linh Loan 2m2 ok chị cả luôn. Các anh các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là nhà mình có đơn nhá. Nguyễn Diện ok tình yêu luôn, 190k trời ơi. Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ? 190k với cái giá trị đồng tiền như bây giờ thì nó quá là bèo dạt mây trôi rồi các tình yêu của em ơi. Bình thường một cái quần, một cái áo của chị em mình cũng vài trăm nghìn đúng không ạ? Dùng vài tháng mình chán là mình bỏ đi. Nhưng mà với cái sản phẩm bên em các chị ơi không bao giờ chán nha các tình yêu nhá. Chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu lắm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi ạ. Hương Diệp ok này, Chi Phan thì ok chị gái luôn. Có 2m2, 2m2 rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo này. Khóa này của bên em nó sẽ là khóa hai chiều nhá. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra một vài độc cho em luôn. Đấy, hiện đại mà không hề hại tiền một chút nào đúng không ạ? Với cái thời đại công nghệ rồi các tình yêu của em ơi. Đấy, nhà em là luôn luôn chạy theo công nghệ luôn. Đấy, công nghệ đi đến đâu nhà em chạy theo đến đó. Đã sản xuất và cho ra lò một em màn ngủ tự bung thần thánh như này để bảo vệ sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn nhá. Với cái giá sale ngày hôm nay chưa đầy 200 nghìn đâu ạ, 190k và các chị sẽ được hoàn toàn miễn phí ship khi các chị đặt hàng trực tiếp cho các bạn chim ngày hôm nay của em nhá. 190 miễn ship, miễn giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Chị Cái Kim Nguyễn ơi, có số điện thoại cho chị yêu ơi. Thu Mùi ok chị Cái luôn nhá. Tất cả anh chị đặt hàng mình phải để lại số điện thoại cho em thì mình mới có đơn nhá. Không có số điện thoại là em xin phép bỏ qua đấy ạ. Ok chị Cái Nguyễn Thị Hiền, ok chị Cái Trần Thị Hòa này, em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Cái nó bung ở trên giường đó là cái hoa xanh này, và em có hoa tím này, và em có hoa hồng nữa này, hoa lạc đẹp xuất sắc, đẹp dã man luôn nhá. Nguyễn Vùng ok này, màn rất tiện nha, sốc cảm ơn chị Cái chân thành luôn. Vũ Hiền Thanh Thanh ok chị Cái luôn này, nhận hàng là sướng, dùng hàng là ưng. Ok chị Cái Đặng Thư Thủy lấy thêm 3 cái nữa này, rẻ giật mình như thế này, mỗi chị có quất đôi cái trở lên mà xài cho em ạ. Sẽ không làm mọi người phải thất vọng khi về mới đội của em đã bỏ ra 190k, nhưng mà sẽ làm tất cả chị em nhà mình hài lòng với cái sản phẩm quá là siêu phẩm nhà em nhá. Hương Nguyễn ok này, Mai Phạm ok chị Cái luôn, siêu phẩm đấy ạ. Màn ngủ tự bung thần thánh nhé ạ. Đấy, có phấn thần thánh, có son thần thánh loại, và nhà em có màn bung thần thánh nhá. Mọi người ngủ đâu thì mọi người chụp đó cho em. Chị Gái Anh Mai 2m2 cũng chỉ là 190 thôi ạ. Hôm nay là em sale đồng giá tất cả các size giường, đồng một mức giá duy nhất là 190.000, miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Linh Cao ok chị Gái luôn này, Hành Phòng ok tình yêu này, Nguyễn Yến Vi ok chị Gái luôn, rẻ như thế này mỗi chị cứ quất 1-2 cái 2-3 cái về mà xài cho em ạ. Thật sự luôn là không làm các anh chị phải thất vọng khi bỏ ra 190k khi về với đội của em đúng không ạ? Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ? Thay thế liền tay cho em cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Đấy, quất ngay liền tay cho em màn ngủ tự bung thần thánh nhà em này. Đấy, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Cái quan trọng nhất của cái bên em nó là cái khung đó thì bên em đã bảo hành cho bác rồi. Anh Mai ok chị Gái luôn này, Mỹ Nhiên ok này, Hoàng Huệ ok chị Gái luôn. Đấy, các chị cứ test thoải mái cho em nhá, không bao giờ vấn đề gì hết luôn. Đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn, không bị cong vênh, không bị gãy cập này. Hòa An ok chị Cái này, Trúc Phương Mai ok tình yêu luôn. Ok chị Cái Ngọc Bích nhá, còn hơn 500 chị ở đây, còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nguyễn Thị Nhiệm ok chị Cái luôn này, đấy quá tuyệt vời đúng không ạ các chị ơi. Thật sự luôn là 190k thôi, muốn có một giấc ngủ ngon các chị đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Với cái thời tiết nó bao la mũi như thế này đúng không ạ, không có màn thì không thể nào ngủ nổi luôn. Và với cái sản phẩm bên em các chị chỉ mất trong vòng đúng tích tắc 3 giây thôi, mình đi ngủ mình bung màn ra và khi thức dậy mình gấp vào cho em nhá. Ok chị Cái Mẹ Thỏ đấy, ok chị Cái Tình Nguyện luôn này, đấy đi ngủ bung ra khi thức dậy gấp vào, quá là tuyệt vời đúng không ạ, còn gì tiện dụng hơn thế nữa đúng không ạ. Siêu phẩm về tay
tay 190k một vòng tròn bên trên như thế này cho em nhé. Tiếp theo sau đó mình uốn đẩy nhẹ nhàng từ một vòng tròn từ bên dưới này, mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này, thế thôi. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. 190 miễn phí ship hoàn toàn các bác mặt hàng trực tiếp cho cái livestream ngày hôm nay của em nhé. Khi thức dậy mình gập vào, mình lại để vào túi như này cho em cho là sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp này, giường chiếu của mình lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng ạ, sướng không ạ? Quá sướng luôn đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời luôn nhá. Ok, chị gái Mai Lở Hồng này thấy Vũ Hiền Thanh Thanh nhá, cứ để lại số điện thoại là chị chốt đơn nhá, không cần chị đọc tên đâu em ơi. Ok, chị gái Nguyễn Thìa này, ok, chị gái Bảo Linh 4 cái đấy, rẻ như thế này mỗi chị cứ quất đôi cái, 3 cái, 4 cái về mà dùng cho em. Đấy, 1 cái thì các tình yêu cũng được miễn phí ship, 2 cái, 3 cái hay nhiều cái đều được miễn phí ship luôn nhá. Phí ship của bên em nó dao động từ tầm 40 đến 50 nghìn, nhưng mà trong cái live này là em sẽ xả đồng giá và miễn phí ship hoàn toàn cho các tình yêu của em luôn. Đấy, đây là hoa hồng này, hồng đẹp xuất sắc, hồng đẹp dã man luôn. Mẹ Thỏ ok chị gái luôn này, Phương Dương Phương ok, Dương Phương ok chị gái luôn nhá, Dương Dương ok tình yêu luôn. Nào các anh chị ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Nên là còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Trần Long ơi, cái chị gái này đoàn quý ok tình yêu luôn. 190 đấy, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái cho em luôn. Màu ấy lắc tăng ở trên giường đó là cái hoa hồng nhá, Nhi Hoàng hoa hồng ok chị gái luôn này, Lê Thị Tuyến ok luôn này, Đinh Một ok chị gái luôn. Nhanh tay mọi người ơi, em chỉ còn 5-7 phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Và kết thúc live là giá 190 miễn ship lại sẽ không còn nữa đâu các tình yêu ơi. Nên là các bác hãy tranh thủ này. Nguyễn Vinh ok chị gái luôn này, Thanh Hiền ok tình yêu luôn. Đấy, tất cả các size đều có hết luôn, từ 1m2, 1m4, 1m5, 1m6, 1m8, 2m, 2m2, đồng một mức giá duy nhất là 190 nhá. Hình là Hà Linh Phạm ơi để lại cho em số điện thoại là Kiều Ngân sao các chị gái luôn này, Nguyễn Đào ok tình yêu luôn. Tất cả các size đều có một mức giá duy nhất. Trời ơi, giá giật mình cho bà con chốt hàng ngày hôm nay đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Mua một lần dùng ok lắm, cảm ơn chị gái Mai Ly Mai Vi nhá. Quá là ok luôn đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ơi. Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình rồi đúng không ạ? Và với cái thời tiết nó bao la muỗi như này, các chị ơi đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Một siêu phẩm nhé, em bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn này. Mai Vi ok chị gái luôn này, Bình Trì Nguyễn Thạch ok tình yêu luôn. Diễu Thu có màn khi em bé ngủ. Chị ơi, cái size nhỏ nhất của bên em nó là size 1m2 nhá. Ok chị gái Bình Trì Nguyễn Thạch này, ok chị gái Đinh Một này. Tất cả các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là nhà mình có đơn. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 300 chị ở đây chốt hàng của em nhá. Kim Dung Nguyễn ok chị gái luôn này. Chị có cái cửa bên giường không em? Chị ơi, cái cửa này của bên em nó là ở bên này đấy ạ. Đấy, em để cái cửa ở đây để cho các chị nhìn thấy thôi. Chứ thực sự ra cái cửa này bên em sản xuất nó là ở bên ngang này nhá. Bên ngang cửa các tình yêu ơi. Thu Hằng ok chị gái luôn này, em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Đẹp miên man, đẹp xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền, không tiện dụng không lấy tiền, và dùng không bền không lấy tiền của mọi người luôn nhá. Trần Thị Hằng Hằng ok này, Ngọc Dung ok chị gái luôn. Hàng em cam các mọi người là các chị chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu lắm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi, chứ còn không bao giờ chán và cũng không bao giờ hỏng nhá. Ok chị gái Châu Hiền Oanh này, ok chị gái Ngô Giàu này, nhanh tay nhanh chân này, còn hơn 300 triệu đây. Còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nhân Lưu, Lưu Thị Nhân ok chị gái luôn, quá tuyệt vời luôn ạ. Thúy Trương ok chị gái 2m2, rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cả trước nữa là nhé, ok chị gái Thúy Trương. Man Tôn ok chị gái luôn này, Trần Thị Thanh Thủy ok tình yêu luôn, rất là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ạ. Một em màn là không thể thiếu trong ngôi nhà chúng mình rồi ạ. Với cái thời tiết và bao la mỗi này các tình yêu ơi, đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Về với độ của em các tình yêu ạ, 190k chưa đầy 200 nghìn, mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn đúng không ạ. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá, nó siêu bền, siêu bền luôn đấy ạ. Một siêu phẩm mà nó siêu bền luôn các tình yêu của em ơi, quá tuyệt vời luôn. Tất cả các anh chị cứ để lại số điện thoại là mình có đơn nhá. Chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 200 chị ở đây chốt hàng. Thật sự luôn là với các chị là cái giá xả là em chưa bao giờ tung ra thị trường đâu ạ. Giá tại xưởng bên em đang bán là 400 nghìn. Và hôm nay sale sốc nhiệt cho chị em nhà mình luôn. Chỉ còn 190k thôi ạ. Miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em này. Đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa này, thì khi bỏ ra này, nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn nhá. Không bị cong vênh, không bị gãy gập, siêu bền nữa các tình yêu của em ạ. Rất là đẹp, rất là bền. Cái công năng của cái màn thì tất cả các tình yêu đều biết rồi đúng không ạ. Màn nó là để tránh mũi cho em. Một sản phẩm rất là thiết thực, rất là cần thiết, thật sự luôn là không thể thiếu được luôn các tình yêu ạ. Thay thế liền tay cho em cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Và thay thế vào đó là một em màn ngủ tự bung thần thánh như đây. Cái quan trọng nhất của cái màn bung bên em nó là cái khung, thì bên em sẽ bảo hành cho cả nhà mình luôn nhá. Test khung, test hàng thoải mái cho các tình yêu của em xem luôn này. Khung của bên em nó bằng thép carbon titan hoạt tính này.
Đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là cao luôn nhá. Dù có như thế nào đi chăng nữa này. Đây, để em test các kiểu con đà điểu cho các tình nhân xem luôn nhá. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn. Đấy, bỏ ra này thì nó sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó luôn như này cho em nhá. Đấy, rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn ạ. Đấy, không một vấn đề gì hết luôn nhá. Không bị cong vênh này, không bị gãy cập này. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi mình bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn. Giá sảng ngày hôm nay từ bao nhiêu ạ? Từ 400.000 sale chỉ còn 190k thôi các tình yêu của em ơi. Tiếp theo sau đó nó sẽ là cái cửa nhá. Tiếp theo sau đó nó sẽ là cái cửa này. Cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo này. Khóa này của bên em nó sẽ là khóa hai chiều nhá, cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra mà vào được luôn này. Đấy, hiện tại mà không hề hại tiền hãy về với đội của em nhé các bác nhá. Đấy, một em màn ngủ tự bung thần thánh nha em, hôm nay sale sập sàn cho các tình yêu của em luôn, từ 400.000 sale chỉ còn 190k thôi. Tất cả các size giường em đều có hết luôn nhá. Đây, cửa đây ạ, các tình yêu ạ. Đấy, dù có như thế nào chăng nữa này. Đấy, cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo, khóa của bên em nó sẽ là khóa hai chiều, cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra một vào luôn. Đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em, và sáng sau dậy mất đúng 3 giây gấp bảo. Siêu phẩm về tay 190k, bao ship toàn quốc cho mọi người luôn nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Đây các tình yêu ơi. Đấy, đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em này, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào nhá. Gấp lần 2 này, tiếp theo gấp lần 4 cho em này. Đấy, hai bên cái đường ren cửa này các tình yêu, gấp cho em một vòng tròn bên trên như này. Chỉ cần tay trên tay dưới thôi đã vào một vòng tròn như này cho em rồi. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Thế thôi, rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Dùng cái sản phẩm này bên em thì giường chiếu của mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp luôn nhá. 190k miễn phí ship hoàn toàn cho bác luôn. Đấy, đấy, đi ngủ mình mất 3 giây mình bung ra cho em, sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhận hàng là sướng, dùng hàng là mê nhá. Các bác ơi, chốt nhanh cho em là size giường cộng số điện thoại để lên đơn nhá. Size giường cộng số điện thoại để lên đơn. Màn nhé, nó là màn ngủ tự bung di động nha mọi người nhá. Trên giường mọi người dùng được, trên đệm mình dùng được, dưới sàn mình dùng được luôn. Mình mang yêu đó được cho em luôn. Cách vệ sinh của nó cũng rất là đơn giản cho em nhá. Mình gập lằm 2 này, tiếp theo mình gập lằm 4 này. Khi vệ sinh thì mình chỉ cần gập lằm 2 vòng tròn to như thế này cho em thôi. Mình trà xà phòng bên này cho em, tiếp theo sau đó trà xà phòng bên này, chỉ cần trà xà phòng hai bên cho em thôi. Lấy cái vòi nước mình xả bên này, xỉ bên này, thế thôi, phơi lên trong vòng độ 3-40 phút. Mình lại đem vào mình sử dụng bình thường cho em nhá. Đấy, màn ngủ tự bung thần thánh, một siêu phẩm nha em, thật sự luôn, một cái mặt hàng rất là thân thuộc đúng không ạ? Rất là thân quen, rất là cần thiết, nhà nào cũng phải sử dụng màn, khẳng định luôn là nhà nào cũng phải sử dụng màn đúng không ạ? Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình luôn, nhưng mà với cái sản phẩm màn bung bên em thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cái sản phẩm màn buộc dây, màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Chốt nhanh, sale nhanh cho mọi người chỉ trong vòng đúng 30 phút thôi. Mét 2 em cũng có, chị Cái Thu Hoài ơi, tất cả các size em đều có hết luôn. Từ mét 2, mét 4, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2 mét, 2 mét 2, đồng một mức giá duy nhất cho em. Ok chị Cái Bảo Linh hai cái này. Chị Cái Nguyệt Trần ơi, em xả 190k thôi ạ. Ok chị Cái Quyên Trịnh luôn này, ok chị Cái Mai Vi này. Ok các tình yêu của em luôn, cứ có số điện thoại là mình có đơn, không cần em đọc tên nhá. Mình nhận hàng, mình kiểm hàng, mình test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Như mình đi mua ngoài chợ cho em đấy, về với đội của em là chị em mình thoải mái luôn nhá. Không không băn khoăn, không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng một điều gì nhất nhá. Đấy, giá là giá xả rồi, 190k thì trời ơi, quá bèo giặt mây trôi đúng không ạ? Quá là bèo giặt mây trôi luôn, mình không phải bận tâm nhiều nhá các tiểu nhá. Và chất lượng bên em cam kết với mọi người là em chỉ làm hàng loại 1, em không làm hàng loại 2, loại 3 bao giờ nhá. Hoa đô cái chỉ cái là này, lành võ thị ơi, em xả 190 tình yêu ơi. Ngân Kim miễn ship đúng rồi tình yêu ơi. Tất cả các anh các chị đặt hàng một cái các tình yêu cũng được miễn phí ship. Đấy, lên đơn một cái thôi các tình yêu cũng được miễn phí ship, nhưng mà giá rẻ như này giật mình này, các chị cứ quất đôi cái trở lên mà xài cho em. Có mét 2 chị Cái Nhung Lê ơi, Thanh Lê ơi, các chị Cái lúc này Mai Nguyễn ok tình yêu luôn. Ok, các tình yêu của em này nhanh tay này, đây để em gấp cái hoa hồng và em sẽ phun cái hoa xanh cho mọi người luôn nhá. Rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng đấy. Đi ngủ mình mất đúng 3 giây mình bung ra cho em, và sáng sau dậy mất 3 giây gấp vào. Một vòng tròn bên trên như này cho em này, cầm chắc cho em điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này. Đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp đúng không ạ? Ngon bổ rẻ, hãy về với đội của em trưa ngày hôm nay nhá các điều nhá. Giá sale cho cái livestream này chỉ có một like duy nhất này thôi ạ. Đấy, khi thức dậy thì mình gập vào mình lại đỏ bỏ vào túi như này cho em cho là sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp các tình yêu nhá. 190k trời ơi, chưa đầy 200.000 mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn rồi đúng không ạ? Chị Gái Xuân Hoàng ơi, 2m2 cũng chỉ là 190 thôi. Hôm nay là em xả đồng giá hết luôn cho các tình yêu dễ chốt hàng nhá. Bác là
nào mà lấy sai lớn thì rất là lời luôn. Hoàng Lan đâu có chỉ cái lỗi này. Kim Anh ơi, để lại cho em số điện thoại nhá. Đấy, các bác nhanh tay cho em xả cho Ngọc đúng 30 phút thôi. Và lửa thời gian 15 phút của em đã trôi qua rồi. Còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay này, sell sập sàn chỉ cho Ngọc đúng 30 phút thôi. Không câu view, không câu like, vào phát em xả luôn các bác. Nào chốt được thì sướng nhá. Trang thêm có thể Lê Quỳnh Miền khuyến mãi. Đúng rồi chị gái ơi, khuyến mãi sell sập sàn cho các tình yêu này. Đây là hoa tím cho em nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím. Cái là bu ở trên giường đó là cái hoa tím nhá. Nguyễn Thị Nhiên ơi, mét 6 để lại cho em số điện thoại này. Chị gái được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái cho em luôn chị gái Nhung Lê ơi. Đào Bùi ok tình yêu luôn. Các bác ơi chốt nhanh nhá. Thời gian xả hàng của em nó chỉ còn gọn trong vòng 30 phút thôi. Và lửa thời gian của em đã trôi qua rồi. Còn tình yêu nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Như mình đi mua ngoài chợ cho em ạ. Đấy, về với đội của em là chị em mình không phải bận tâm, không phải lo lắng gì nhiều đó. Đúng những gì em quảng cáo trên này, đúng cái sản phẩm các chị nhìn thấy trên này thì mình nhận hàng. Còn không đúng, không cần nhận hàng cho em luôn. Ok chưa ạ? Đấy, về với đội của em, thoại con gà mái đi các tình yêu ơi. Đây là hoa tím cho em thôi nhá. Em có hoa hồng, hoa xanh và tím. Đấy, để em gấp cái hoa tím này ra và vung cái hoa xanh cho mọi người xem luôn nhá. Một vòng tròn bên trên như thế này cho em này. Cầm chắc cho em cái điểm trên này luôn nhá. Và tiếp theo sau đó mình chỉ cần uốn đẩy nhẹ nhàng cho em một vòng tròn từ bên dưới này. Mình tẩy vào bên trong như thế này cho em thôi. Rồi mình gấp sang, đơn giản, dễ sử dụng, tiện dụng, bền đẹp, ngon bổ rẻ. Hãy về với đội của em ngày hôm nay này. Với cái sản phẩm này bên em 190k cả gia đình nhà mình dùng nhá. Mình dùng thoải con gà mái cho em luôn. Đến 575 chỉ có cũ quá rồi, có lâu lắm quá rồi đấy các chị, bỏ đi mình thay sản phẩm mới cho em thôi chứ còn không bao giờ hỏng được luôn nhá. Nguyễn Thạch ok này, Nhung Lên ok chị cái luôn này. Nhanh tay nhanh chân mọi người ơi, chỉ còn 15 phút thôi. 15 phút cuối cùng này. Nam Nguyễn 2m2 ok chị cái luôn nhá. Tất cả các size em đều có từ m2, m4, m5, m6, m8, 2m, 2m2. Đồng một mức giá duy nhất cho các bác dễ chốt hàng. Giá ngày hôm nay thật sự luôn là sập sàn luôn đúng không ạ? Đây là hoa xanh cho nên là hoa xanh rất là dịu dàng, rất là mát mắt nhá. Thúy Hoàng ok chị cái luôn này, toàn mây m4 có chị cái ơi. Linh Loan 2m2 ok chị cái luôn. Các anh các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là nhà mình có đơn nhá. Nguyễn Diện ok tình yêu luôn. 190k trời ơi. Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ? 190k với cái giá trị đồng tiền như bây giờ thì nó quá là bèo dạt mây trôi rồi các tình yêu của em ơi. Bình thường một cái quần, một cái áo của chị em mình cũng vài trăm nghìn đúng không ạ? Dùng vài tháng mình chán là mình bỏ đi. Nhưng mà với cái sản phẩm bên em các chị ơi không bao giờ chán hết các thiếu nhá. Chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu lắm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi ạ. Hương Diệp ok này, Chi Phan thì ok chị gái luôn. Có 2m2, 2m2 rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cửa của bên em nó sẽ có khóa kéo này. Khóa này của bên em nó sẽ là khóa hai chiều nhá. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều kéo ra một vào được cho em luôn. Đấy, hiện đại mà không hề hại tiền một chút nào đúng không ạ? Với cái thời đại công nghệ rồi các tình yêu của em ơi. Đấy, nhà em là luôn luôn chạy theo công nghệ luôn. Đấy, công nghệ đi đến đâu nhà em chạy theo đến đó. Đã sản xuất và cho ra là một em màn ngủ tự bung thần thánh như này để bảo vệ sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn nhá. Với cái giá sale ngày hôm nay chưa đầy 200.000 đâu ạ, 190k và các chị sẽ được hoàn toàn miễn phí ship khi các chị đặt hàng trực tiếp trên đặt chim ngày hôm nay của em nhá. 190 miễn ship, miễn giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Chị gái Kim Nguyễn ơi có số điện thoại cho chị yêu ơi. Thu Mùi ok chị gái luôn nhá. Tất cả anh chị đặt hàng mình phải để lại số điện thoại cho em thì mình mới có đơn nhá. Không có số điện thoại là em xin phép bỏ qua đấy ạ. Ok chị gái Nguyễn Thị Hiền, ok chị gái Trần Thị Hòa này, em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Cái nó bung ở trên giường đó là cái hoa xanh này và em có hoa tím này và em có hoa hồng nữa này, hoa nào đẹp xuất sắc, đẹp dã man luôn nhá. Nguyễn Vùng ok này, màn rất tiện nha, xong cảm ơn chị gái chân thành luôn. Vũ Hiền Thanh Thanh ok chị gái luôn này, nhận hàng là sướng, dùng hàng là ưng. Ok chị gái Đặng Thị Thủy lấy thêm ba cái nữa này, rẻ giật mình như thế này mỗi chị có quất đôi cái trở lên mà xài cho em ạ, sẽ không làm mọi người phải thất vọng khi về mới đội của em đã bỏ ra 190k nhưng mà sẽ làm tất cả chị em nhà mình hài lòng với cái sản phẩm quá là siêu phẩm nhà em nhá. Hương Nguyễn ok này, Mai Phạm ok chị gái luôn, siêu phẩm đấy ạ. Màn ngủ tự bung thần thánh nhé ạ. Đấy, có phấn thần thánh, có son thần thánh các bạn, và nhà em có màn bung thần thánh nhá. Mọi người ngủ đâu thì mọi người chụp đó cho em. Chị gái Anh Mai 2m2 cũng chỉ là 190 thôi ạ. Hôm nay là em sale đồng giá tất cả các size giường đồng một mức giá duy nhất là 190.000. Miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Linh Cao ok chị gái luôn này, Hành Phòng ok tình yêu này, Nguyễn Yến Vi ok chị gái luôn. Rẻ như thế này mỗi chị cứ quất 1 2 cái, 2 3 cái về mà xài cho em ạ. Thật sự luôn là không làm các anh chị phải thất vọng khi bỏ ra 190k khi về với đội của em đúng không ạ? Ăn tiêu thì bao nhiêu cũng hết đúng không ạ? Thay thế liền tay cho em cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Đấy, quất ngay liền tay cho em màn ngủ tự bung thần thánh nhà em này. Đấy, nhận hàng, kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em luôn. Cái quan trọng nhất của cái bên em nó là cái khung đó thì bên em đã bảo hành cho bác rồi. Anh Mai ok chị gái luôn này, Mỹ Nhiên ok này, Hoàng Huệ ok chị gái luôn.
Đấy, các chị cứ test thoải mái cho em nhé, không bao giờ vấn đề gì hết luôn đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi bỏ ra nó vẫn sẽ lại đàn hồi về vị trí như ban đầu của nó cho em luôn, không bị cong vênh, không bị gãy gập này. Hòa an ok chị Cánh này, chúc Phương Mai ok tình yêu luôn. Ok chị Cánh Ngọc Bích nhá, còn hơn 500 triệu ở đây, còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nguyễn Thị Nhiệm ok chị Cánh luôn này, đấy quá tuyệt vời đúng không ạ các chị ơi, thật sự luôn là 190k thôi, muốn có một giấc ngủ ngon các chị đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Với cái thời tiết nó mau la muỗi như thế này đúng không ạ, không có màn thì không thể nào ngủ nổi luôn. Và với cái sản phẩm bên em các chị chỉ mất trong vòng đúng tích tắc 3 giây thôi, mình đi ngủ mình bung màn ra và khi thức dậy mình gấp vào cho em nhá. Ok chị gái mẹ thỏ đấy, ok chị gái tình nguyện luôn này, đấy đi ngủ bung ra khi thức dậy gấp vào, quá là tuyệt vời đúng không ạ, còn gì tiện dụng hơn thế nữa đúng không ạ. Siêu phẩm về tay 190k, một vòng tròn bên trên như thế này cho em nhá. Tiếp theo sau đó mình uốn đẩy nhẹ nhàng từ một vòng tròn từ bên dưới này, mình đẩy vào bên trong như thế này cho em thôi, rồi mình gập sang như này thế thôi, cực kỳ đơn giản, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. 190 190 miễn phí ship hoàn toàn các bác mặt hàng trực tiếp cho cái livestream ngày hôm nay của em nhá. Khi thức dậy mình gập vào, mình lại để vào túi như này cho em cho là sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp này, giường chiếu của mình lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng ạ, sướng không ạ, quá sướng luôn đúng không ạ, đấy tuyệt vời luôn nhá. Ok chị gái Mai Lở Hồng này, thấy Vũ Hiền Thanh Thanh nhá, cứ để lại số điện thoại là chị chốt đơn nhá, không cần chị đọc tên đâu em yêu ơi. Ok chị gái Nguyễn Thiền này, ok chị gái Bảo Linh 4 cái đấy, rẻ như thế này mỗi chị có quất đôi cái, 3 cái, 4 cái về mà dùng cho em. Đấy, một cái thì các tình yêu cũng được miễn phí ship, 2 cái, 3 cái hay nhiều cái đều được miễn phí ship luôn nhá. Phí ship của bên em nó dao động từ tầm 40 đến 50 nghìn, nhưng mà trong ngày live này là em sẽ xả đồng giá và miễn phí ship hoàn toàn cho các tình yêu của em luôn. Đấy, đây là hoa hồng này, hồng đẹp xuất sắc, hồng đẹp dã man luôn. Mẹ thỏ ok chị gái luôn này, Phương Dương Phương ok, Dương Phương ok chị gái luôn nhá, Dung Dương ok tình yêu luôn. Nào các anh chị ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Nên là còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Trần Long ơi chị gái này, Đoàn Quý ok tình yêu luôn, 190 190 đấy, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm hàng, test hàng thoải mái cho em luôn. Màu ấy là căng ở trên giường đó là cái hoa hồng nhá, Nhi Hoàng hoa hồng ok chị gái luôn này, Lê Thị Tuyến ok luôn này, Đinh Một ok chị gái luôn. Nhanh tay mọi người ơi, em chỉ còn 5-7 phút nữa thôi là em sẽ xin phép kết thúc live. Và kết thúc live là giá 190 miễn ship lại sẽ không còn nữa đâu các tình yêu ơi, nên là các bác hãy tranh thủ này. Nguyễn Dinh ok chị gái luôn này, Thanh Hiền ok tình yêu luôn. Đấy, tất cả các size đều có hết luôn, từ mét 2, mét 4, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2 mét, 2 mét 2, đồng một mức giá duy nhất là 190 nhá. Hình như là Hà Linh Phạm mới để lại cho em số điện thoại là Kiều Kiều Ngân sao các chị gái luôn này, Nguyễn Đào ok tình yêu luôn. Tất cả các size đều có một mức giá duy nhất. Trời ơi, giá giật mình cho bà con chốt hàng ngày hôm nay đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Mua một lần dùng ok lắm, cảm ơn chị gái Mai Ly Mai Vi nhá. Quá là ok luôn đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ơi. Một em màn là không thể thiếu được trong ngôi nhà chúng mình rồi đúng không ạ? Và với cái thời tiết nó bao la muỗi như này, các chị ơi đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Một siêu phẩm như em bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình luôn này. Mai Vi ok chị gái luôn này, Bình Trì Nguyễn Thạch ok tình yêu luôn. Diễu Diễu Thu có màn khi em bé ngủ. Chị ơi cái size nhỏ nhất của bên em nó là size mét 2 nhá. Ok chị gái Bình Trì Nguyễn Thạch này, ok chị gái Đinh Một này. Tất cả các chị chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi là nhà mình có đơn. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 300 chị ở đây chốt hàng của em nhá. Kim Dung Nguyễn ok chị gái luôn này. Chị có cái cửa ở bên giường không em? Chị ơi cái cửa này của bên em nó là ở bên này đấy ạ. Đấy em để cái cửa ở đây để cho các chị nhìn thấy thôi. Chứ thực sự ra cái cửa này bên em sản xuất nó là ở bên ngang này nhá. Bên ngang cửa các tình yêu ơi. Thu Hằng ok chị gái luôn này. Em có hoa hồng, hoa xanh, hoa tím nhá. Đẹp miên man, đẹp xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền, không tiện dụng không lấy tiền và dùng không bền không lấy tiền của mọi người luôn nhá. Trần Thị Hằng ok này, Ngọc Dung ok chị gái luôn. Hàng em cam các mọi người là các chị chỉ có dùng cũ quá rồi, dùng lâu lắm quá rồi thì mình bỏ đi, mình thay sản phẩm mới cho em thôi, chứ còn không bao giờ chán và cũng không bao giờ hỏng nhá. Ok chị gái Châu Hiền Oanh này, ok chị gái Ngô Giàu này, nhanh tay nhanh chân này, còn hơn 300 triệu ở đây, còn bác nào mà chưa chốt được hàng thì nhanh tay nhá. Nhân Lưu Lưu Thị Nhân ok chị gái luôn, quá tuyệt vời luôn ạ. Thúy Trương ok chị gái 2m2, rất là lời cho các tình yêu chốt hàng nhá. Cả trước nữa là nhé, ok chị gái Thúy Trương. Man Tôn ok chị gái luôn này, Trần Thị Thanh Thủy ok tình yêu luôn, rất là tuyệt vời luôn các tình yêu của em ạ. Một em màn là không thể thiếu trong ngôi nhà chúng mình rồi ạ. Với cái thời tiết nó bao la muỗi này các tình yêu ơi, đi ngủ là nhớ phải bung màn ra cho em nhá. Về với độ của em các tình yêu ạ, 190k, chưa đầy 200 nghìn, mình đã bảo vệ được sức khỏe cả gia đình nhà mình cho em luôn đúng không ạ. Nhận hàng kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá, nó siêu bền, siêu siêu bền luôn đấy ạ. Một siêu phẩm mà nó siêu siêu bền luôn các tình yêu của em ơi, quá tuyệt vời luôn. Tất cả các anh chị cứ để lại số điện thoại là mình có đơn nhá, chỉ cần để lại số điện thoại duy nhất một lần cho em thôi. Còn 5 phút cuối cùng cho hơn 200 chị ở đây chốt hàng. Thật sự luôn là với các chị là cái giá xả là em chưa bao giờ tung ra thị trường đâu ạ. Giá tại xưởng bên em đang bán là 400 nghìn. Và hôm nay sale sốc nhiệt cho chị em nhà mình luôn, chỉ có 190k thôi ạ. Miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nhá. Nhận hàng kiểm hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em bên này. Đấy, dù có như thế nào đi chăng nữa này, thì khi bỏ ra này, nó vẫn
trí như ban đầu của nó cho em luôn nhá. Không bị cong vênh, không bị gầy gập, siêu bền nữa các tình yêu của em ạ. À, rất là đẹp, rất là bền. Cái công năng của cái màn thì tất cả các tình yêu đều biết rồi đúng không ạ? Màn nó là để tránh mỗi cho em. Một sản phẩm rất là thiết thực, rất là cần thiết, thật sự luôn là không thể thiếu được luôn các tình yêu ạ. Thay thế liền tay cho em cái màn buộc dây, cái màn căng dây các tình yêu đang dùng ở nhà nhá. Và thay thế vào đó là một em màn ngủ tự bung thần thánh như thế này.